Mặt trời rực rỡ, sáng từ sớm mai. Chân em đến lớp, vui cả ngày dài. Trời giống như là sự văn minh gì đó. Phải tới trường, biết chữ thì tụi nhỏ mới có cơ hội thoát khỏi sự lạc hậu. Cả tôi, em và cả những tiểu đội này chưa hiểu hết thế nào là phụng sự quốc gia đâu. Nơi này không thể thiếu anh được đâu. Còn nếu thiếu anh sẽ chết.